Xin chào toàn thể vị các bạn, tôi Hạ đến từ máy tính mít. Tôi xin gửi quý vị các bạn cái mẫu máy 1009 mẫu 2022 với chất liệu là bằng MDF chống ẩm và khung ở ngoài là viền nhôm, ở bên trong được gia cố bằng thép mạ kẽm. Máy này cũng bữa giờ quý vị cũng mua và cũng xuất xưởng rất nhiều nhưng mà do bận quá không có thời gian quay cho quý vị cùng những anh em mới cùng xem. Thì hôm nay buổi tối ăn lành thì cũng quay cho tất cả người cùng xem và cũng nắm được các chức năng của cái chiếc máy này ha. Thì máy này có kích thước khung bao là ngang là 1m, cao là 1m và chiều rộng của nó là 60. Thì máy này nó có trọng lượng tầm khoảng 85 đến 86 kg như vậy ha. Ở dưới chúng ta có bánh xe đẩy và có khóa luôn ha. Để khi nào chúng ta cần khóa thì chúng ta sẽ khóa lại. Bên hông có các cái lon đầu dù để cố định khay và bên dưới là có cái khe tản nhiệt ha. Phía trước này có hai cửa và có mặt kính hình lục giác, nhìn tương đối giống với cái loa kính công suất lớn. Ở trước là chúng ta có viền nhôm. Bên trên nóc này chúng ta sẽ có một cái cửa mở giữa và hai cái lỗ thông hơi và đồng thời là có quạt hút bên trong luôn ha. Cái này của cái cỏ nhân tạo nãy nó làm rớt cái cỏ. Rồi, máy này thì có các chức năng như sau, cũng giống như những cái phiên bản tiền nhiệm trước đó. Còn những cái máy nhỏ hơn thì nó cũng có chức năng nhiệt độ inverter, cân bằng độ ẩm tự động và đảo trứng theo thời gian đếm giờ, hút xả nhiệt khi mà trời tiết nóng và đồng thời là bơm nước, hút nước từ ngoài vào trong, phun sương tự động và có cái tắt mở đèn tự động ha, và chức năng khóa trẻ em, có chức năng lọc không khí và đầy đủ hết nha. Nói chung trên thị trường, các máy trên thị trường hiện đại thì có chức năng gì thì em nó đều có chức năng đó hết. Hút nước từ ngoài vào trong với cái đường ống là 16 ly, chúng ta có thể tăng lên là 21 ly để đấu trực tiếp với nước sinh hoạt, nước máy, nước giếng hoặc là nước bồn ha. Ở đây chúng ta có một cái bình nước và một cái van khóa được tặng kèm theo máy. Thì khi nào mà mở van liên tục thì khi nào ở trong nó hết nước nó sẽ tự động hút vô và khi nào đủ đầy là tự động nó ngắt. Ở đây chúng ta có một cái bình nắp gài như thế này thì nó rất dễ vệ sinh. Khi nào quý vị muốn xách đi trong nước thì khóa van lại, rút ống ra và đổ đầy bình. Hoặc có thể là chúng ta sẽ đấu trực tiếp với nước máy luôn cũng được. Máy kèm theo gồm có một cái hướng dẫn sử dụng máy, một cái đèn pin sâu trứng dạng LED và cái đèn bằng nhôm có tay cán là bằng cao su, đèn người đèn xịn nhớ vậy ha. Rồi ở đây chúng ta có hai nhiệt kế đo môi trường, một nhiệt kế chúng ta có thể đặt trong máy, một nhiệt kế chúng ta đặt để đo cái lòng ấm gà ha, và một cái thẻ bảo hành chính hãng hùng 2 năm. Máy này được bảo hành 2 năm chính hãng là miễn phí hoàn toàn sửa chữa nha. Phía trước bảng điều khiển điện tử thì chúng ta thấy là hiển thị khá là đầy đủ các cái thông số mà chúng ta cần thiết ha. Thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là độ ẩm ha. Hiện tại là máy mới mở cửa thành ra nó chưa có cân bằng theo cái yêu cầu chúng ta đối với gà, trứng chim bồ câu hay là trứng le le vịt trời, cúm núm rồi thì thường là ấp 37 độ 5 và độ ẩm khoảng 60%. Với trứng vịt, trứng ngan rồi chúng ta cũng ấp khoảng nhiệt độ đó nhưng mà chúng ta sẽ tùy chỉnh theo cái chu kỳ. Còn với trứng tre vỏ mỏng ha, và trứng chim cút chúng ta ấp khoảng 37 độ 3, 37 độ 2 thôi. Những cái trứng mà vỏ càng mỏng và nó có thời gian ngủ sớm thì chúng ta ấp với cái nhiệt độ nó cũng thấp. Ở phía trước chúng ta có một cái khóa gài bằng inox 304 và cặp tay nắm cửa cũng bằng inox 304 CNC ha, rất là đẹp quý vị. Máy này thường là những cái quý vị nào ở cái vùng thời tiết mà mát mẻ thì thường rất là thích sử dụng do cái chất liệu này nó cách nhiệt và cách âm rất tốt, do cái độ dày nó cao và nó cứng. Thì với một số quý vị có quan ngại là sợ là không biết là cái khung vỏ này dùng có bền hay không thì xin thưa là khung này nó dùng từ 8 tới 10 năm là bình thường ha, không có ảnh hưởng gì hết, không có xi nhê gì nó hết ha. Thì máy trứng mít bảo hành cái khung vỏ là 5 năm và thay ván miễn phí hoặc sửa chữa những cái phần nào mà quý vị thấy nó bị hư hỏng là miễn phí hoàn toàn. Còn cái dàn lõi bên trong là những cái linh kiện điện tử thì bảo hành miễn phí trong vòng 2 năm. Thì nếu mà quý vị ở xa thì mình trở ngại về cái vị trí địa lý thì có thể là sẽ gửi phụ tùng hoặc linh kiện, những cái đồ hỏng hóc sẽ gửi về và đồng thời có video hướng dẫn để quý vị xem theo video mà chúng ta có thể thay thế linh kiện cho cái máy này ha. Thì nếu như mà máy nó hỏng cái phần bơm nước thì chúng ta thay bơm nước, hỏng về cái trở nhiệt thì chúng ta thay trở nhiệt ha. Và riêng cái phần quạt và cái phần sấy tạo nhiệt của nó thì tuổi thọ nó trên 5 năm thì chúng ta khỏi có lo, trong vòng 4-5 năm chúng ta chỉ vệ sinh và dùng tiếp thôi, không có thay thế gì hết. Còn cái phần bơm nước thì tuổi thọ nó khoảng tầm 2-3 năm, thì sau 2-3 năm chúng ta sẽ thay. Và máy trứng mít là một cái xưởng sản xuất ha, với rất nhiều mẫu mã chủng loại thì linh kiện phụ kiện là có sẵn hết, bất kỳ linh kiện phụ kiện nào giây phút nào cũng đều có sẵn hết.
Motor đảo thì chúng ta sử dụng là hầu như chưa hư bao giờ, tại vì thường đó là chỉ trừ trường hợp là cấn để nhông thôi. Thì máy hiện tại là mới đề ba lên, có mở cái ra vô, thành ra cái nhiệt độ nó chưa được ổn định lắm các bạn ha. Thì ở trên này chúng ta có một cái nắp mở để chúng ta vệ sinh nước, và đồng thời chúng ta sẽ hút nước cũng theo đường này. Đây nắp mở chúng ta. Thì ở trên là có cái quạt tản nhiệt và bên trong là cái dàn sử ha. Dàn sử nó sử dụng điện trở, nó là bằng inox, sử dụng trở inox dây chrome mà nó đổ ami ăn thế vậy ha. Ở bên trên này nó có hai công tắc âm, một công tắc bên này là cái đèn UV, chúng ta bật qua gạch là mở on ha, bật qua vòng tròn là tắt off. Bên này thì hai công tắc này là của đèn LED bên trong máy. Hiện tại chúng ta chưa mở cửa nên nó chưa sáng đèn, khi chúng ta mở cửa ra thì đèn tự động sáng lên. Cái dạng này là của cái dạng đảo ha, cái dạng đảo, dạng khung để bắt motor. Dạng này là bơm lọc nước và phun sương. Khi nào quý vị muốn hút nước ra thì lấy cái đường ống này, chúng ta sẽ bỏ ra ngoài thì tự động nước nó sẽ hút ra ngoài. Và khi nào chúng ta bỏ vô trong lại thì nó theo cái chế độ phun sương theo cái cài đặt của chúng ta. Các cái dạng quạt hút này là do nó tính mức phân phối diện xuất ha, thì hoàn toàn là bằng dây đồng 100% hết. Điện giám sát bên trên thì nó được bắt trên một cái tấm cách điện. Thì giờ chúng ta sẽ mở cửa ra để xem cơ cấu bên trong. Khi mà chúng ta mở cửa thì máy nó sẽ tự động sáng đèn, ở trong nó sẽ có một cái đèn LED và có cái công tắc âm, nếu gì không thích thì có thể tắt nó đi ha. Đây là cái dàn bên dưới của máy, hiện tại là đang đặt nhiệt kế để đo test máy, và sáng mai sẽ bàn giao lại cho anh ở Bình Dương. Anh đã sử dụng qua máy 500 và 400, hiện tại anh đặt thêm máy 1000 nữa nó mới đủ số lượng cho anh đó. Bên trên này là đèn LED và cái dàn UV là của trùng ha. Bên này là cái dàn cực đảo kéo xuống của cái thanh thép rất là lớn và dày, nó sẽ kéo quần đảo lên 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 xuống. Và máy này có chức năng khóa trẻ em, nên khi giờ chúng ta cài đặt hay là chúng ta muốn chỉnh đảo thì chúng ta sẽ ấn nút trừ mở khóa, tại vì nãy giờ chạy cũng lâu lắm vậy, nó chạy 15 phút, trong vòng 5 phút là tự nó khóa lại rồi. Chúng ta sẽ ấn nút này 2 lần thì chúng ta thấy cái đèn UV nó sẽ sáng lên được tiêu trùng. Thì cái dàn đảo này nó chạy rất là êm và chậm, nó chạy 1 phút nó chạy được chỉ có một vòng thôi, nên nó rất là êm và chậm chạy. Nó tạo cho trứng một cái độ êm nhất định, nó không có bị sốc. Những cái máy mà đảo nó bị sốc là nó sẽ bị đứt phôi, cái gân máu ở trong nó sẽ đứt cái động mạch, nó đứt gân máu và nó chết. Thì với đủ góc nghiêng thì cái máy nó sẽ đứng lại, chúng ta sẽ cho đảo ra ngoài tiếp tục. Khi nào đủ góc nghiêng máy nó sẽ tự động dừng ha, thì chúng ta sẽ cho dừng sớm để chúng ta thao tác, chúng ta sẽ dừng ở giữa. Thì chúng ta sẽ rút cây ra vào rất là đơn giản ha, rất là dễ. Thì khi quý vị mà có mở cửa lâu thì chúng ta nên tắt máy đi, tại vì lúc đó cái phun sương nó sẽ hoạt động hết công suất, thì nó có thể là nó gây động sương hoặc động nước bên trong, như vậy thì nó không có tốt cho máy ha. Thì chúng ta mở cửa lâu thì chúng ta nên tắt máy để cho nó bảo dưỡng các cái bộ phận liên quan, nó không có bị hao mòn nhiều. Mở cửa lâu ha, còn nếu cho 5-10 phút thì cũng không sao, khoảng 30 phút 45 phút thì chúng ta nên tắt máy luôn. Rồi máy này thì giá rất là lầm lỡ, bảo hành 2 năm vẫn chuyển miễn phí ha, chỉ có 8.500.000 thôi. Thì nếu quý vị ở Bắc, ở xa, thì ở miền Nam thì dễ rồi, miền Nam, miền Trung thì dễ rồi. Ở gần những cái chi nhánh và gần cái trụ sở chính của máy trứng mít thì sẽ được hỗ trợ sửa chữa bảo hành là tận nơi. Còn nếu mà ở xa quá mà chúng ta gặp trở ngại vị trí địa lý thì chúng tôi có trách nhiệm là sẽ gửi linh kiện phụ tùng về, nếu như trong quá trình mà sử dụng mà nó xảy ra trục trặc với bất kỳ bộ phận linh kiện nào. Nếu xảy ra trục trặc dưới chân, ví dụ như hư bơm, hư quạt, thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm là gửi để bảo hành cho quý vị ha. Và không cần trả lại cái linh kiện cũ. Trừ cái bộ mạch điều khiển này thì chúng ta sẽ có những cái mạch secure, để khi nào quý vị bị hỏng hóc dưới chân thì sẽ có mạch secure để chúng ta thay thế để ấp tiếp. Và đồng thời quý vị sẽ phải trả cái mạch này lại cho máy tính mít ha. Máy xưởng hơi ồn, quý vị thông cảm. Thì ở đây là xung quanh máy đảo vòng nữa. Bên này là cái phiên bản bằng hợp kim nhôm, bên này cái phiên bản này là bằng MDF chống ẩm. Nếu quý vị nào biết cái ván chống ẩm này là sử dụng trong nội thất, những cái đồ nội thất cao cấp, thì tuổi thọ nó rất là bền các vị ha. Mọi chi tiết thì quý vị liên hệ máy trứng mít qua hai số điện thoại bên dưới. Máy trứng mít tại đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và có các chi nhánh ở tỉnh đường xa. Cảm ơn quý vị đã xem video, xin chào và xin hẹn gặp lại.